Hello anh em, thì mới sáng sớm thì hai anh em tôi đã có mặt tại Long An để coi một cái con R15. Thì xe này xe nhỏ thôi, tại vì để vì cung cấp đủ xe cho anh em chơi từ nhỏ tới lớn anh em. Có xe nhỏ, có xe lớn. Thì mình sẽ coi con xe này cho mấy anh em có thêm xe sự lựa chọn nhiều để mấy anh em sử dụng. Rồi ha, bây giờ mình đang ngồi chờ chủ xe tới. Không nghĩ là mình ở Sài Gòn xuống mà chủ xe giờ này chưa tới luôn anh em ạ. Hơi lâu. Đó, đây là khu vực nào mình cũng không biết luôn, mình đi theo Google Maps. Thì mình đang ở một cái khu nào ở Long An nè, khu này khu gì em? Khu dân cư, khu 5 sao, khu đô thị 5 sao. Khu gì đó, khu 5 sao, 5, 4 sao rồi đó. Thì mình quay luôn cho nó nóng anh em. Thì mình có chút tâm sự với anh em. Thì mình thấy mấy anh em ở dưới Long An, đồng với mấy tỉnh Tiền Giang mình đi thu mấy xe thì mấy anh em rất là nhiệt tình. Với lại mấy anh em thiệt thà lắm anh em. Mình thấy con người chất phác thiệt thà. Đó, thì mình dành một lời khen dành cho mấy anh em dưới đây. Mấy anh em mình xuống là mấy anh em lo ăn uống rồi lo tiền xe cho mình đi xuống luôn anh em, mà thiệt thà lắm. Mà xe sao người ta nói vậy khác với lại xe mình thu ở thành phố nha anh em. Ở thành phố cũng có nhiều anh em tốt lắm, nhưng mà cũng có một số cũng ví dụ 10 người thì tầm 4 người thì mình thu xe tả không đúng sự thật anh em. Nhiều xe khách người ta tự bù luôn á, người ta tự tu đồng hồ luôn mà người ta làm như là mình không biết gì đó, không rành gì đó. Mình thu thành phố là mình bị mấy trường hợp rồi đó, xe hả chạy té rồi này nọ mà báo tùm lum tà la, báo đủ thứ, nói chung báo không có trung thực á anh em. Thì mình gặp mấy trường hợp, nhưng mà cũng ở thành phố cũng ví dụ trong 10 người thì có 6 anh em thì cũng tốt lắm, xe đẹp lắm anh em. Đó, có người này người kia, nhưng mà mình thấy đa số mấy anh em ở miền Tây á, người ta chân thật lắm, người ta chân thật mà dễ thương lắm anh em. Thì do mình không đeo mít anh em chịu khó nghe nha. Thì con xe này á anh em đi rất là kỹ luôn à anh em. Đến nỗi mà anh nói là xe hãng á, ốc nó tự rơi ra thằng con, anh nói luôn tự rơi ra thằng con là anh ta tự báo mình luôn. Đây đây rơi con ở đây nè, đó đó, nghe thấy không, rơi con này là ốc hãng tự rơi. Thì xe rất là đẹp, xe nè anh em, nè anh em nhìn nè, mới có 2.900 cây nè anh em, là dàn áo nè mới tinh luôn. Thì anh cũng tâm sự đồ này nọ là chuyện gia đình rồi tới nhị á, trên mấy quán xe anh rất là dễ thương đó, xe rất là keng luôn. Hai bên đây biết dán để làm gì không, đố em á, không chạy bước lên bước xuống khỏi chạy, anh kỹ đến mức đó đó. Mà xe mới đúng không, chưa rửa luôn á anh em, chưa rửa chưa gì mà mới tinh vậy đó anh em. Nè, mới luôn á mấy anh em, dễ thương lắm. Nói chung là dễ thương như vậy, xe nhỏ xe lớn nào mình cũng ráng mình đi thu cho mấy anh em sao mấy anh em đi á. Đó, hai chìa khóa bao đẹp luôn anh em. Xe này mình có để thì mình để cho anh em 50 ít triệu nhỏ nhỏ thôi, năm mấy triệu nhỏ cho mấy anh em chơi thôi. Tại vì xe nhỏ nó lời không bao nhiêu đâu anh em, chủ yếu thu để cho anh em trải nghiệm với lại sau này anh em lên phân khối lớn bên mình. Đó, xe nhỏ nè đẹp. Trời, cái dàn máu như trong hãng ra luôn. Cái này về mà anh em mình rửa lại lau rồi xịt dung dịch lên là đẹp luôn ha. Ở đây có cái này nè, giận chịu. Xe này là cả một gia tài của tôi nên không thể cho bạn mượn chạy thử, lỡ té mất công tốn tiền sửa. Lỡ té mất công lên thiên đàng. Nó xe mới luôn đúng chất. Tại vì thì mấy anh em á mình chơi á rất là nhiều vòng rồi, trước khi mình bán xe là mình chơi cũng phải mấy chục vòng xe luôn á anh em, mà mình phá biết bao nhiêu tiền rồi đó. Chứ có nhiều anh em xạo miêu tả không đúng xe qua mặt mình, nhiều khi mình cũng buồn lắm, nhưng mà mình không có thu, buồn mình không thu. Còn mấy anh em thiệt thà hả, mình nhìn xe vô mình biết liền à. Anh này nói hả, xe mình nhìn vô mình biết liền à. Xe sao là mình nhìn vô cái là mình biết liền. Mấy xe nhỏ này nó dễ lắm anh em mấy xe nhỏ này cực kỳ dễ luôn anh em. Lên mấy con sport lớn á, mấy con mà công nghệ nhiều quá anh em còn khó nữa.
tại vì nó rất là nhiều công nghệ, nó khó khăn lắm, nó coi chết nó còn khó, còn mấy con này cực kỳ dễ luôn, xe máy móc mà coi dễ lắm, cho nên nó có nhiều anh em nói tùm lum tà la là mình buồn. Còn mấy anh em như này nè, xe có sao nói vậy à, xe hả quá đã luôn đúng không em chạy thấy quá đã luôn á, đúng là lướt luôn á. Thì mấy anh em mà dễ thương như vậy cỡ nào mình cũng tới, mình cũng vui vẻ với anh em luôn. Anh này cũng rất là vui vẻ luôn, anh kêu bây giờ có vấn đề anh mới bán, mà lỡ sau này á anh chắc chắn là sẽ lên mình lên phân khối, tại vì anh thấy cách mình coi xe á, anh cách mình coi xe á anh rất là thích, anh kêu là coi xe như vậy rất là đáng mua, anh nó mình rất là thích ảnh á. Nó xe này dính bụi thôi nha anh em, lao ra là trời ơi nhức cái nách, lao ra là nhức nách liền đó. Anh em không biết nghe tiếng có rõ không rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình ha. Ở đây là đôi dòng chia sẻ cho anh em, thì anh em nào mà muốn mua xe hay lên phân khối á, mình thu mọi loại xe luôn ha, từ tay ga đến mô tô phân khối lớn phân khối nhỏ. Thì anh em địa chỉ mình là ở quận 6 đó, số điện thoại mình có để trên trên video á, anh em có thể tham khảo. Thì đó những chiếc xe mình cố gắng mình sẽ quay lên anh em, có thể nhiều anh em mà đặt lên cà khịa kêu là tại sao ông này xe có nhiều người á kỳ lắm anh em, tại sao thu xe odor thấp, xe có bùa không. Thực sự á mấy anh em đi xe lướt á, người ta để lại cho mình sao thì mình bán lại cho anh em vậy thôi. Chủ xe người ta cũng coi clip mình mà, những người bán xe cho mình cũng coi clip cho mình của mình mà đó, thì xe lướt như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa đúng không anh em. Mua xe này không khác gì xe mới luôn, mấy xe này không khác gì xe mới luôn mà giá lại rẻ nữa đó. Vậy thôi, mình kết thúc clip. Và có nhiều khi á, anh em cũng thông cảm giùm mình ha, tại vì á có nhiều khi xe mình về mình clip thì mình làm sao, mình vừa đem về, mình có những xe là mình đem về mình đang ngồi rửa là anh em qua anh em lụm luôn, tại vì cho nên lên clip á cái xe nó không có tới tay được những anh em là vậy. Nhưng mà xe còn thì mình sẽ báo anh em là còn xe hết là sẽ báo anh em là hết, chứ không phải là mình đăng bậy bạ câu like câu view đâu nha anh em chơi với mình là biết rồi đó, tính tình là thiệt thà có sao nói vậy đó. Đó, giờ em quay, có thể quay một vòng cho anh em xem chiếc xe ha. Mình không có đeo mic cho nên nó không có rõ, anh em chịu khó nghe nha. Cho anh em coi vòng chiếc xe. Rất là rẻ luôn, tiết kiệm từ hãng mấy chục triệu luôn á anh em. Bán 5X nho nhỏ cho anh em tập chơi, tập chạy rồi chơi vui thôi. Xe này đi Tết là bao ngầu, tiết kiệm xăng lắm nha anh em. Con này hả tiết kiệm nhiên liệu dữ lắm á. Bốn mấy gần 50 cây một lít luôn á đó. Đó rồi, cảm ơn anh em nhiều. Ở đây anh dán chữ Yamaha dễ thương không, tìm tiếng lấp lánh à. Rồi cảm ơn anh em nhiều á, hầu như là anh thấy xe là không có vết chày gì luôn em à, ghê không, xe là không có một vết chày suốt gì luôn. Mà mình thấy á, một cái mình chia sẻ thêm cho anh em là ở Long An á cái nước á nó hơi bị phèn á, thì á anh em chịu khó rửa nước qua đã qua lọc á, chứ mà anh em lấy nước phèn anh em rửa trực tiếp á là nó sẽ bị ố nha anh em nha. Như anh em này là rửa qua nước lọc nè, người ta kỹ xe người ta rửa qua nước lọc, anh em nên lưu ý điều đó ha. Mình thấy ở Long An là đa số những anh em hay bị vậy á. Rồi thôi bây giờ mình cũng đói bụng lắm rồi, mình với lại em mình kiếm gì ăn rồi nghỉ ngơi rồi về lại Sài Gòn anh em. Xe đẹp quá đẹp luôn anh em à. Rồi thứ hai là cảm ơn những anh em đã để xe lại cho mình. Nói chung là anh em mình thiệt thà chân thật đến với nhau thì quá bền. Rồi cảm ơn anh em Long An mãi đỉnh.